Cô chào các em. Để giúp các em làm bài kiểm tra giữa học kỳ 2 đạt kết quả tốt, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập môn ngữ văn lớp 7. Các em lấy tập và sách ngữ văn lớp 7 ra, chúng ta cùng ôn tập nhé. Đầu tiên, cô có một số thông tin các em cần nắm. Ngày giờ kiểm tra đó là tiết 4, tiết 5, ngày thứ hai, 13 tháng 3, 2023. Địa điểm kiểm tra là tại lớp học. Đề chung là trắc nghiệm và tự luận. Thời gian làm bài 90 phút. Về nội dung ôn tập có các phần sau. Phần thứ nhất là phần đọc hiểu. Các em ôn cho cô hai chủ điểm. Chủ điểm thứ nhất là hành trình tri thức thuộc văn nghị luận. Chủ điểm thứ hai là trí tuệ dân gian, tục ngữ. Cả hai chủ điểm này có ở trong bài 6, bài 7, sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 học kỳ 2. Về phần tiếng Việt, các em ôn cho cô các bài. Thứ nhất, liên kết trong văn bản. Thứ hai là tục ngữ. Thứ ba là thành ngữ. Và cuối cùng là nói quá, nói giảm, nói tránh. Về phần trả lời câu hỏi, các em trả lời các câu hỏi từ đoạn trích trong đề. Còn về phần viết, các em sẽ viết bài văn nghị luận, đời sống, xã hội. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập. Đầu tiên là phần đọc. Các em sẽ được tiếp xúc với các văn bản nghị luận hoặc là tục ngữ. Ngữ liệu, thầy cô sẽ lấy ở ngoài sách giáo khoa ngữ văn 7. Ở phần này, các em phải nắm được đặc điểm, chức năng của văn bản nghị luận hoặc là tục ngữ. Các em cần xác định được ý nghĩa, nội dung của câu tục ngữ đó hoặc là đoạn trích trong đề bài. Ví dụ, cô có ví dụ sau. Câu tục ngữ, nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Ở câu tục ngữ này có hai vế và có vần lưng, đó là vần ưa. Đặc điểm của câu tục ngữ này là ngắn gọn, có nhịp điệu, có hình ảnh. Còn nội dung của câu tục ngữ này nói về kinh nghiệm thời tiết đối với cây trồng. Tiếp theo là phần tiếng Việt. Thứ nhất là phép liên kết trong văn bản. Cô có các ví dụ sau. Một là sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu. Hai là sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng. Đoạn trích này cô trích của tác giả Chu Quang Tiềm. Các em thấy ở đây tác giả sử dụng phép nối một là, hai là. Tác dụng của cái phép nối này là làm cho đoạn văn gắn bó chặt chẽ với nhau. Ngoài phép nối mà thầy cô đã dạy cho các em, còn có một số phép liên kết đã được học như phép lặp từ ngữ, phép thế và phép liên tưởng. Thứ hai là tục ngữ. Phần này cô đã giới thiệu ở phần đọc rồi. Các em xem kỹ lại và xem thêm ở sách giáo khoa trang 27-28. Thứ ba là thành ngữ. Cô có ví dụ sau. Chết như già, tức là chết rất nhiều. Vậy thành ngữ là gì? À, thành ngữ là một tổ hợp từ cố định. Và nghĩa của thành ngữ là cả một tập hợp từ, thường có tính hình tượng và biểu cảm. Còn tác dụng của thành ngữ làm cho lời nói, câu văn trở nên giàu hình ảnh và cảm xúc hơn. Thứ tư là phép nói quá. Cô có ví dụ sau. Thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Cụm từ tát biển đông cũng cạn là phép tu từ nói quá, tức là phóng đại mức độ, quy mô của sự việc. Tác dụng của phép nói quá là nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho sự diễn đạt. Cuối cùng trong phần tiếng Việt là nói giảm, nói tránh. Cô có ví dụ sau. Ví dụ, cụ Năm đã qua đời. Từ qua đời ở đây thay cho cái từ chết. Và khi dùng từ qua đời tức là giảm đi sự đau buồn. Ví dụ thứ hai, bác sĩ đang khám nghiệm tử thi. Từ tử thi cũng thay cho cái từ là xác, xác chết, để tránh cảm giác ghê sợ. Như vậy, ở phần tiếng Việt, các em lưu ý ôn kỹ cho cô đặc điểm cũng như tác dụng của tục ngữ này, thành ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh. Tiếp tục phần ôn tập, đó là phần trả lời câu hỏi. Các em nhớ đọc kỹ đoạn trích trong đề và nêu suy nghĩ hoặc nhận xét của em về một hiện tượng, một chi tiết hoặc một hình ảnh có ảnh hưởng đến đời sống con người. Lưu ý, các em trả lời từ 3 đến 5 câu, không gạch đầu dòng, cũng không liệt kê các ý, mà sắp xếp các ý thành một đoạn văn ngắn. Cuối cùng là phần viết, tức là các em sẽ viết bài tập làm văn. Bài tập làm văn lần này, chúng ta sẽ viết về kiểu văn bản. Viết bài văn nghị luận về đời sống xã hội.
gồm có các đề tài như bạo lực học đường, hút thuốc lá điện tử hoặc là ý nghĩa của sự thất bại. Về yêu cầu, bài văn cần có các yêu cầu sau. Thứ nhất, nêu được vấn đề cần bàn luận. Thứ hai, trình bày được ý kiến phản đối của người viết về những vấn đề, những hiện tượng trong đời sống. Thứ ba, các con đưa ra lý lẽ rõ ràng, bằng chứng xác thực, đa dạng để làm sáng tỏ cho ý kiến đó. Và thứ tư, các em có thể trình bày ý kiến của bản thân về các hiện tượng xảy ra trong trường học hoặc là bên ngoài xã hội. Về bố cục, phải đảm bảo 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Đặc biệt, bài văn cần phải mạch lạc, rõ ràng, cần có những cụm từ, từ để chuyển ý, tạo sự liên kết chặt chẽ cho bài văn. Các em thân mến, để viết một bài văn nghị luận về đời sống xã hội đạt yêu cầu, các em cần nắm vững bố cục như sau. Bố cục của một bài văn nghị luận về đời sống xã hội gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là mở bài. Trong phần mở bài, các em phải làm được hai ý: giới thiệu vấn đề và nêu ý kiến của mình. Ý kiến ở đây là nêu lên tác hại hoặc lợi ích của cái hiện tượng đó. Về phần thân bài gồm có 5 bước. Bước thứ nhất là giải thích nghĩa, tức là thuốc lá điện tử là gì hoặc là bạo lực học đường là gì. Phần thứ hai là nêu thực trạng của hiện tượng, tức là các em nêu những biểu hiện. Phần thứ ba là phần nguyên nhân của hiện tượng. Đấy, và phần thứ tư là hậu quả do cái hiện tượng đó gây ra. Thì trong cái phần hậu quả, các em phải nêu được ý kiến, lý lẽ và bằng chứng. Ở đây ít nhất phải có 2 ý kiến trở lên. Phần cuối cùng trong phần thân bài đó là giải pháp, tức là chúng ta cần phải làm gì, mọi người cần phải làm gì trước cái hiện tượng đó. Và phần cuối trong phần bố cục đó là kết bài. Kết bài có 2 ý. Ý thứ nhất là khẳng định lại ý kiến đã bàn luận, và ý thứ hai là liên hệ bản thân em, tức là bản thân em cần phải làm gì trước hiện tượng đã nói ở trên. Các em à, phần ôn tập của cô đến đây đã kết thúc. Trong quá trình ôn tập, có gì không rõ và chưa hiểu, các em nhớ hỏi thầy cô trực tiếp dạy ở lớp để thầy cô hướng dẫn thêm cho các em nhé. Cuối cùng, cô chúc các em làm bài đạt kết quả cao. Cô chào các em.